Đây cô chú ơi, chay tiếp tục ăn nuôi của mẹ làm đây. Chuẩn cơm mẹ nấu cô chú ơi, chuẩn nuôi mẹ nấu. Mắm đi con. Ngon con? Ngon. Dạ ngon mẹ. Mẹ ăn. Mẹ chay nay nấu ăn mà chay không bao giờ mà nó ngồi cho nó bình yên cho con người nó cho được cho tôi coi hay sao. Thôi chơi vậy, nó ngồi vậy không đó à. Đi chợ mà ngồi lên cái xe đẩy cũng vậy đó. Ngon quá. Coi này, có con ngồi tướng đó. Mặc áo unicorn đó cô chú. Coi đầu tóc nè. Đầu buộc tóc rối. Dỗ chưa cô chú, thấy chay dỗ chưa? Đó ngồi vậy đó, đó đúng rồi, giá giang hồ là mình phải ngồi vậy đó. Không bao giờ mà nó ngồi bình thường, mình đi cho tôi nó coi hiền. Cô chú chụp cho nó tấm hình đi. Coi con gái ăn lứa nào mà ngồi y vậy không? Y như Ngọc, nói là nó y như Ngọc. Oh, good job. 3. Wow. Wow, good job. Wow. 4. 5. JD, what you doing? Come on, 6. Or you gotta come up all the way. 7. Nhẹ nhẹ thôi. 8. That's too hard. You better kiss. 9. Ten. One more. Oh my god. Ooh, good job. Wow. Ooh, 11. Mạnh dữ, không ra điền cái. Nữa không? Nữa không? 12. Không ra điền cái. Oh, she's tired now. You're tired now, huh? Mà đúng không? Mà đúng không? Trời ơi. 13. Trời ơi, chay ơi, chay con làm cái gì? Y như con. Okay. Nữa hả? Okay. Nữa. Ừ. Nữa. Okay. Now do a, we're gonna do a push up. Bắn súng vậy vậy. Okay. Just like daddy, okay? Rồi, giờ chơi nào, ba chiêu chơi hết đất kìa. Do a push up. Yeah. Okay, ready? Nhìn ba kìa. 2. Đó, nhìn ba kìa. 3. Ừ, nhìn ba hết đất đi. Okay, so you put your arms like this. All right. Go. 1. 1, 2, 3. Rồi, nhảy đi. Mở nhạc lên, nhảy đi. Dance party. Let's dance. JD, let's dance. Nhảy nè. Come join us. Trời ơi, chạy dữ không? Ba đi tắm rồi con. Gì trời ơi, sưng mông vậy đó. Đúng rồi Vịnh, đúng rồi, giỏi. Trời ơi, nó dẻ sơn mông cái coi cũng giọng cái mỏ nó không. Được không? Chơi. Gì, đi đâu? Trời ơi, sơn mông xong lại kiến coi. Trời ơi, tôi chịu đời không nổi. Tôi chịu đời không nổi với nó rồi. Trời ơi, nó sơn xong nó chạy lên, tôi tưởng nó đi đâu. Ba sơn môi. Ba sơn môi. Ai ngờ chạy lại câu kiến, xong nó vuốt tóc nó chạy lại đây tiếp. Trời ơi trời. Tôi không biết đây là con tôi luôn á trời. Trời ơi, tưởng nó đi đâu. Chạy lại cô kiến. Đây mẹ. Sao con? Con vẽ cái gì vậy? Con giống vành. Hả? Vành. Vành gì? 26 đầu bánh chưng đó cô chú. Không, 26 đầu bánh tét. Không, 26 cái bánh ít. Bánh chưng bự rồi, bánh ít mới nhỏ. Thôi bánh ú đi. 26 cái bánh ú.
Cái gì? Trời ơi, ai đời ơi, ngồi sơn đã xong lại kiếm câu, xong rồi chạy lại ngồi vẽ tiếp. 26 cái bóng. Mười cầm cho. Mà sao? Chị. Ba ta. Màu nó màu gì á? Vàng. Đó đó. Ai cho vẽ lên tường? Có giấy đây sao không vẽ? Vẽ đây. Vẽ ở đâu? Nước hả con? Chi đang được đi chơi đó cô chú. Nước đẹp không? Wow, nước đẹp quá. Mệt không? Đợi ghế ngồi chơi nghỉ ngơi. Xã ơi, wow, đôi cánh thiên thần đó con, giống như chơi có đôi cánh thiên thần vậy đó. À, chạy đi vô chơi, chơi vô chạy cho mệt đi. Giờ chơi ngồi đây chơi làm cái gì đây? Ngồi uống cái gì? Uống cà phê hả? Trời ơi, cởi vớ ra làm chi vậy trời? Ngồi cởi vớ ra uống cà phê hả? Trời ơi, gì đó cơ, coi được không? Uống cà phê. Uống cà phê với ai? Uống cà phê với ai? Thôi đi chay ơi. Màu gì chay? Màu vàng hả? Không phải, purple. Màu tím. Màu tím lạ. Màu sơn chút mà bắt đầu mua đèn cho chiếc sơn mới luôn đấy chay. Để cho cô. Sơn xong để cho cô. Làm bộ móng tay ăn Tết ra vậy hả? Giờ sớm gì chay? Cái này. Sớm đây. Chay chay, ông cố đang làm gì chay? Ông cố phá hả? Ông cố đang làm gì? Phá. Không, ông cố ngủ rồi. Đổ. Đổ rồi. Đổ rồi. Đánh đòn đi. Đánh cà rồi nha. Đánh chay nha. Đánh cà rồi quánh chay nha. Đánh chay nha. Đấy rồi coi. Chay phá kìa. Dạ con làm cách nào của em đó. À bà Nancy bà đi Việt Nam rồi phải không? À, bà đang ở Việt Nam. Bà nhắn em. Bà nhắn em mấy ngày trước, bà hỏi mày đang ở đâu. Tao chuẩn bị đi Nha Trang. Thế em nói thôi tôi về Mỹ lại rồi. Như tuần này là bà ở chuẩn bị qua Hồng Kông. Bà đi cruise sao ta? Bà ở Việt Nam 3 ngày. À. Oopsies. Con này con gì đây? Con cú. Cú hả? Là con gì? Cú. Con sói. Chó. Con chó sói. Con nói đi, chó sói. Con sói hú làm sao? Gãy rồi. Rách chứ không phải gãy con. Rách rồi. Rách. Đúng rồi. Vậy rách mà nó kêu gãy rồi. Gãy rồi. Con chó sói hú làm sao? Ấu. Ê. Gãy rồi. Không phải, rách rồi. Rách rồi. Rồi sao con xé ra vậy? Rồi, rách con chó sói rồi. Ấu. Chó sói buồn, chó sói hóc rồi. Chó sói khóc làm sao? Khóc sao? Khóc vậy hả? Hồn chó sói khóc vậy hả? Khóc ấu. Không, chó sói khóc là a hu hu.
Rồi thôi nha, xé xong một trang đó là xong nha, không được xé nữa nha. Ừ, con hư hư rồi đó, không được xé nữa nha. Xé nữa là mày đập á, lỡ cái trang đó rách rồi thôi. Xong rồi. Xong rồi. Con chó xấu kêu sao? Dễ hả? Lấy viết dễ hả? Dạ. Con nói thì sao? Dễ kêu ngoại. Cái gì Thanh kêu ngoại? Trời, hôn ai hả? Con hôn ai hả? Chưa. Tại vì cái miệng con đó, giờ con nói dơ. Ấu. Con này con gì? Ngựa. Con ngựa hả? Nhìn giống con ngựa, đúng rồi, nhìn cái mặt giống ngựa nhưng mà không phải con ngựa, con này giống như con bê vậy đó. Con này con gì đây? Mông cốc. Con gì? Ông cháu rồi. Hả? Ông cháu. Ông cháu gì? Ông cháu. Con này con gì đây? Này. Mèo. Mèo. Này con gì đây? Mèo. Con chuột. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Em bé. Em bé. Em bé. Em bé ăn gì nè? Ăn ice cream hả? Ăn kem. Đúng rồi. Chữ nào con nói được? Ê, con này con gì? Elephant. Con gì? Elephant. Elephant, con voi. Voi dễ. Con elephant. Bộ dễ, mẹ dễ con. Con em nó nói mẹ ơi. Con. Lấy giùm con. Rồi con. Màu vẽ. Con vẽ. Đúng rồi. Thương mẹ để đâu? Giỏi quá. Ông có rồi. Ông có ngủ rồi. Ông có ngủ rồi hả? Đâu á? Gì vậy? Một tay. Cái gì? Tự nhiên lấy chai nước làm gì? Uống hả? Cháo. Có rồi nè, có đây rồi, đừng lấy gì nữa. Thôi thôi thôi, đừng dùng. Trời ơi, 6, 7. 8. 8 mà chưa lấy ra điểm 8 rồi. 7 1 2 3 4 Chơi đây, chơi thứ mấy? 2. Chơi thứ mấy? 1 2 3 4 5 Giờ lấy chơi thứ mấy? Chơi cái thứ mấy đây? 1 2 3 4 5 6. Đúng rồi. 7 giây. Chưa có 7. Chưa có 7. 8 hả? Giờ cha đã chơi thứ mấy? 7. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Vỗ tay khen chơi. Nữa là số mấy? 11. 11. 2. 12. 12. Trời, tự nhiên như sắp nước làm chi trời. 10. 13. 10. 14. Thôi cứng quá, mày mở không được, con tự làm đi, làm được được làm không được thôi, con nhón nè. Chay giống y chang mẹ, làm gì cũng nhón á, tại vì sao không cao quá đó. Chay cho mốc mốc lớn lên chứ cao hơn mẹ một chút rồi xong. Ký tên tôi. Cứng quá mày làm không được con. Mẹ mở con hả? Mấy chay để mẹ coi coi. 1. Rồi té rồi hả? Nước té rồi. 2. 4. 4. 6. 5. 7. Gì 7, đếm 7 không à? Đếm hơn số không à? 7 chấm. 9. 10. 11. 11. 12. 4. Té rồi. Té rồi hả? 11. 11. 12. 14. 13. 14. 14. 4. 15. 15.
Thôi được rồi Trang ơi, thôi được rồi đó. Sao? Nữa. Nữa gì? Đi lại đang chơi với con hả? Rồi. Bắt ngồi đây với nó đó. Rồi. Ngồi. Vậy? Bắt rồi. Ủa con ngồi hả? Mẹ tưởng là mẹ ngồi chứ. Nè, để lại chơi đi. Đó, ra cũng đứng làng đó rồi phải cho mẹ mượn này mẹ ngồi chứ. Thôi đừng có lấy ra nữa. Ngồi dưới. Gì ngồi dưới hả? Ngồi chung với mẹ dưới hả? Đây nè, để mẹ nè mới ghế ghế làng kia. Đây, đây, đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Đứng lên rồi, lấy ghế lên đây ngồi. Đó, ngồi đi. Không, không có nữa.